Minasan, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình rất vui khi cùng với các bạn đến với bài luyện kỹ năng số 1 trong series luyện kỹ năng đọc hiểu cho kỳ thi GLBT N3. Và bài luyện kỹ năng số 1 của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là gì nhỉ? Đó chính là Nihongo no bun tai. Các bạn nhìn chữ Hán nhé. Bun là văn, tai là thể, đúng không ạ? Như vậy, bài ngày hôm nay chúng ta sẽ làm quen với thể văn trong tiếng Nhật. Chúng ta đã học trong N5, N4 rất nhiều các thể văn rồi đúng không ạ? Và hôm nay mình sẽ cùng với các bạn ôn lại một chút nhé. Nihongo no bun tai wa 2 shurui arimasu. Sore wa teineke to futsuke desu. Đến đây thì các bạn đã hình dung ra chưa ạ? Tiếng Nhật thì gồm hai thể văn chính, đó là thể teineke lịch sự và futsuke thể thông thường, hay chúng ta hay gọi là thể ngắn ấy, đúng không ạ? Thể lịch sự thì chắc chắn không còn xa lạ với các bạn nữa đúng không ạ? Chúng ta học thể lịch sự ngay từ những bài đầu của giáo trình Minna no Nihongo rồi đúng không ạ? Đó là masu, là đề sự, đúng không ạ? Và kể cả trong văn viết hay trong hội thoại thì thể teneke, đúng không ạ? Thể lịch sự bao giờ cũng tạo cho người đọc cũng như người nghe cái cảm giác rất là lịch sự, nhã nhặn. Và thể thông thường cũng rất là đơn giản đúng không các bạn? Trong văn nói đúng không ạ? Trong giao tiếp chúng ta dùng với những người có quan hệ như là bạn bè, người thân hoặc người trên nói với người dưới. Còn trong văn viết, thể thông thường hay dùng với những cái dạng văn mang tính khoa học, nó tạo cho người đọc cảm giác trang trọng, ấn tượng hơn. Các bạn hình dung ra chưa? Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dạng rất đặc biệt của danh từ và tính từ đuôi na. Các bạn chú ý nhé. Hồi trước chúng ta học tính từ đuôi na và danh từ có những dạng gì ạ? Thể lịch sự của nó là đề sự đúng không ạ? Thể thông thường của nó là đà. Tuy nhiên, ngoài ra, tính từ đuôi na và danh từ còn một dạng thể rất đặc biệt nữa, đó chính là đế aru. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ nhé. Nihon wa shimaguni desu. Câu này rất đơn giản đúng không ạ? Nhật Bản là một quốc đảo, chúng ta thấy thể lịch sự của danh từ chúng ta thêm đế sự đúng không ạ? Hoặc Nihon wa shimaguni da. À, chúng ta thấy thể thông thường của nó là đà đúng không ạ? Và thêm một dạng đặc biệt khác, Nihon wa shimaguni de aru. De aru là một cái thể văn rất là trang trọng, lịch sự. Nó hay dùng trong những cái bài văn mang tính trang trọng như báo cáo hay là khoa học nào đó. Và ví dụ số 2, chúng ta sẽ làm quen với tính từ đuôi na nhé. Kono jisho wa totemo benri desu. Đây là dạng lịch sự đúng không ạ? Kono jisho wa totemo benri da, thể thông thường. Và kono jisho wa totemo benri de aru. Thông qua hai ví dụ này các bạn đã hình dung ra chưa? Đề sự hay là đà hay là đế aru thì ý nghĩa của nó là một. Tuy nhiên tùy vào mục đích và tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta dùng làm sao cho hợp lý. Khi nào chúng ta dùng lịch sự, khi nào chúng ta cần dùng thể thông thường, cũng như khi nào chúng ta dùng những cái thể văn rất là trang trọng. Được chưa ạ? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài đọc số 1 để hiểu rõ hơn về các thể văn trong tiếng Nhật. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghe người Nhật đọc một lần nhé. Khóa học online N3 tại Cô Sệ. Học thật, tương tác thật, học online như học offline. Mon đai 1. 次の文章を読んで質問に答えなさい。答えは 1,2,3,4 から最も良いものを一つ選びなさい。私たちはいろいろな場面に合わせて服を着替える。例えば普段は T シャツにジーンズの人も、パーティーの時はスーツや綺麗な服を着るのではないだろうか。言葉も同じで、それぞれの場面などによって使い分ける。例えば、日本語は話すときと書くときで文体が違う。また、書き言葉の中には、デスマス体、打体、デアル体などの文体がある。初級では、話し言葉の日本語を中心に勉強してきた。中級では、書き言葉を学ぶことも増えてくる。打体、デアル体という文体も知っておけば、文章が読みやすくなるだろう。問い、
この文章の内容と合っているものはどれか。1、日本語には様々な文体があり、場面などによって変えている。2、中級の日本語では書き言葉より話し言葉を中心に勉強する。3、日本語では書き言葉と話し言葉の文体がよく似ている。4、日本語の話し言葉にはデスマス体、打体、デアル体の文体がある。Như vậy chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe người Nhật đọc bài văn này. Không biết là các bạn đã tìm ra được đáp án cho riêng mình chưa? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích và dịch bài văn này nhé. Với dạng văn ngắn như thế này hay bất kể những dạng văn khác thì điều đầu tiên mình muốn các bạn chú ý tới đó là phải đọc qua câu hỏi một lượt nhé. Với những bài văn ngắn như thế này thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái câu hỏi như sau. Chẳng hạn như trong đoạn văn trên tác giả muốn nói điều gì nhất? Hay trong 4 đáp án dưới đây, đáp án nào đúng phù hợp với nội dung của đoạn văn trên? Hoặc nó có thể hỏi một ý nho nhỏ ở trong bài văn, đó là tại sao người ta lại làm thế này, tại sao người ta lại làm thế kia, vân vân. Và trong bài văn này, câu hỏi là gì ạ các bạn? Kono bunsho no nayoto atteru mono wa dore ka? Đó là đáp án nào dưới đây phù hợp đúng với nội dung của đoạn văn trên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đoạn văn trên nhé. Chúng ta đến với câu số 1. Watashi tachi wa iroro na bamen ni awasete fuku o kigaeru. Các bạn hãy chú ý những từ mà mình đánh dấu nhé. Đó sẽ là những từ khóa để cho các bạn suy luận. Với câu này, chúng ta có một số từ khóa như sau. Iroro na bamen, awasete kigaeru. Iroro na bamen, đó là rất nhiều các tình huống, hoàn cảnh khác nhau. Awasete, phù hợp. Kigaeru, là thay đổi. Như vậy, câu này có nghĩa là gì? Chúng ta thường xuyên thay quần áo sao cho phù hợp với rất nhiều các hoàn cảnh, rất nhiều các tình huống giao tiếp khác nhau. Ta tuệ bà, ví dụ như, thì các bạn chú ý nhé, với những cái đoạn văn ngay sau chữ ta tuệ bà thì đoạn đấy sẽ là cái ví dụ cho cái luận điểm phía trước. Chúng ta cùng nhau phân tích câu này nhé. Chủ ngữ của một câu văn bao giờ cũng đứng trước quá gá và mố, và trong câu này chủ ngữ của nó sẽ là hitom, hitomo, và vị ngữ sẽ là fukuo kiru no de wa nai daro ka. No de wa nai daro ka chính là thể thông thường của no de wa nai de shou ka mà chúng ta đã học trong ngữ pháp N3. Có nghĩa là thể hiện cái ý kiến, cái quan điểm cá nhân của tác giả. Và câu này mình dịch là gì ạ? Những người bình thường mà hay mặc quần jean với áo phông ấy thì khi đi dự tiệc họ sẽ lại thay những cái bộ đồ rất là đẹp như là vest chẳng hạn. Tiếp theo, câu số 3. Kotomba mo onaji de sorezore no bamen nado ni yotte skai wakeru. Với câu này chúng ta gạch chân một số từ. Kotomba mo onaji bamen ni yotte skai wakeru. Các bạn có thấy câu này giống với câu trên không ạ? Đó là từ ngữ, ngôn ngữ cũng như vậy thôi. Tùy vào từng tình huống khác nhau mà cách sử dụng sẽ khác nhau. Ta có từ sky và kê đựng, nó là phân biệt cách sử dụng. Như vậy các bạn đã đưa ra được luận điểm của cái đoạn văn này chưa ạ? À, đoạn văn này muốn nói rằng từ ngữ, ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng hàng ngày thì tùy vào từng tình huống khác nhau mà cách sử dụng sẽ khác nhau, ý nghĩa sẽ khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đoạn số 2. Ta tuệ bà. Ví dụ, như vậy là toàn bộ cái phần đằng sau đều là ví dụ cho cái luận điểm đằng trước. Đó là ngôn ngữ tùy vào từng tình huống, tùy từng hoàn cảnh mà cách sử dụng sẽ khác nhau. Ta có Nihongo wa hanasu toki to kaku toki de buntai ga chigau. Vậy câu này dễ rồi đúng không ạ? Tiếng Nhật thì sao ạ? Các thể văn dùng trong văn viết và trong văn nói thì khác nhau. Đến với câu tiếp theo, mình sẽ gạch chân một số từ như sau. Kaki kotoba no naka, trong văn viết. Và đề sự, mát sự, đà, đế á rự. Như vậy, trong văn viết chúng ta có rất nhiều các thể văn như là đề sự, mát sự, đà, đế á rự. Tiếp theo, mình sẽ gạch chân từ shokyu, hanashi kotoba, chiu shin, benkyo stekita. Có nghĩa là gì các bạn? Trong sơ cấp, chúng ta tập trung chủ yếu học tiếng Nhật, giao tiếp tiếng Nhật sử dụng trong văn nói, ngôn ngữ nói. Chúng ta có từ chiu xin, trung tâm, có nghĩa là trọng tâm, là trung tâm. Các bạn nhớ nhé, những cái từ gạch chân là những từ quan trọng. Tiếp theo, chúng ta sẽ gạch chân từ chiu kiu, kaki kotoba, fuete kuru. À, lên đến trung cấp thì chúng ta học nhiều hơn về các dạng văn viết.
Như vậy các bạn đã so sánh được văn viết và văn nói khác nhau gì chưa? Câu cuối cùng, đà thai đế rự thai tôi yêu bưng thai mỗ xít tê ok bà. Chúng ta có vấp tê ô cự đúng không? Ám chỉ cần phải làm một việc gì đó trước. Như vậy, nếu chúng ta biết được, chúng ta nắm rõ được các thể đà đế rự thì bưng sổ gạ yomi ya sức cự na rự đà rồ. Đà rồ đây là thể thông thường của đê sổ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ dễ đọc các văn bản hơn. Như vậy, chúng ta đã hiểu qua được đại khái nội dung của bài ngày hôm nay rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích đáp án nhé các bạn nhé. Với dạng bài tìm những đáp án nào phù hợp với nội dung của đoạn văn trên thì chúng ta cần chú ý tới những câu, những đáp án mà mang ý nghĩa khái quát, mang cái luận điểm khái quát. Chúng ta sẽ đến với đáp án số 1. Nihongo ni wa samazama na buntai ga ari, bamen nado niyotte kaete ru. Tiếng Nhật đúng không? Trong tiếng Nhật thì có rất nhiều các thể văn khác nhau và tùy vào từng tình huống thì nó sẽ thay đổi. Ý nghĩa sẽ thay đổi, cách sử dụng sẽ thay đổi. Chúng ta thấy cái đáp án này giống với luận điểm của đoạn 1 chưa ạ? Như vậy, có khả năng 80% đáp án 1 là đáp án chính xác. Câu số 2, chiukyu no nihongo de wa, trong tiếng Nhật trung cấp, kaki kotoba yori hanashi kotoba o chiushi ni benkyou suru. Chúng ta sẽ học trọng tâm, học chủ yếu vào tiếng Nhật giao tiếp, văn nói nhiều hơn văn viết. Câu này sai đúng không? Các bạn nhớ nhá, cái phần đánh dấu những cái từ khóa là một cái yếu tố rất là quan trọng đấy. Câu số 3. Nihongo de wa kaki kotoba to hanashi kotoba no buntai ga yoku niteru. Văn viết và văn nói giống nhau. À câu này chắc chắn sai. Chúng ta ngay đầu đoạn 2 đã có từ chiga và khác. Câu số 4. Nihongo no hanashi kotoba ni wa desu masutai da dearu tai no buntai ga aru. Trong văn nói chúng ta có desu masu da dearu. Sai đúng không ạ? Trên đoạn 2 người ta nói là trong văn viết. Như vậy, đáp án của bài này là số 1. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau phân tích và dịch bài số 1. Và thông qua cái bài này, mình cũng đưa ra cho các bạn một vài cái chú ý nho nhỏ khi các bạn luyện đọc. Chú ý số 1. Gayoteki na imi o motteru kotae ga kininaru. Chúng ta cần phải chú ý đến những cái đáp án nó mang ý nghĩa khái quát, tổng quát. Chú ý nhé các bạn, trong 4 đáp án thì thường sẽ có một vài đáp án thể hiện ví dụ, một vài đáp án thể hiện mang tính khái quát, thì chúng ta cần phải tập trung vào những cái đáp án mà có tính khái quát. Ví dụ như trong bài đáp án số 1, chúng ta có câu đó là trong tiếng Nhật có rất nhiều thể văn và tùy vào từng tình huống giao tiếp mà sẽ thay đổi. Đúng không ạ? Thì đó, những cái câu nó mang tính khái quát, mang luận điểm của bài văn, của đoạn văn thì chúng ta cần phải chú ý. Thứ hai, điều mà chúng ta cần phải chú ý nữa đó là ikae, đó là những cách nói đồng nghĩa. Có một cái lưu ý nho nhỏ, đó là đáp án người ta không bao giờ bê y nguyên một cái đoạn văn trong văn bản ở trên, mà người ta sẽ dùng những cái từ đồng nghĩa hoặc những cách diễn tả đồng nghĩa để nói. Ví dụ trong bài chúng ta có hanasu toki to kaku toki de buntai ga chigau. Các thể văn trong khi nói và khi viết thì khác nhau. Hoặc cái câu này Nihongo ni wa samazama na buntai ga ari, bamen ni yotte kaete ru. Trong tiếng Nhật có rất nhiều các thể văn và tùy vào từng tình huống mà sẽ thay đổi, mà ý nghĩa cũng như cách sử dụng sẽ thay đổi. Mình thấy hai cái cách diễn đạt này nó tương đồng nhau về nghĩa, đúng không ạ? Ý nghĩa của nó có thể hoàn toàn không giống nhau nhưng nó tương đồng, thì chúng ta cũng phải chú ý nhé. Chú ý thứ ba mà mình cũng muốn nhắc tới các bạn đó là hikaku no hyogen ni chiushimashou. Đó là chúng ta cần phải chú ý đến những cái mẫu câu so sánh. Ví dụ như chúng ta đã học một vài cái mẫu câu so sánh như e wa bi yori a hơn b, bi yori e no hoga, hoặc câu này cũng có nghĩa là a hơn b. Hoặc thêm một câu nữa, e wa bi hodo nani nani nai, thì câu này lại có nghĩa là a không bằng b. Giống như đáp án số 2 trong bài đọc mình vừa luyện, thì nếu mình chỉ cần nhầm lẫn cái nào hơn, cái nào kém, thì coi như chúng ta sẽ lựa chọn sai, sẽ dẫn đến những cái tình huống hết sức là sai lầm. Chính vì vậy, chúng ta cần phải để ý kỹ cái phần so sánh này nhé. Mình hy vọng rằng những cái kỹ năng nho nhỏ này sẽ hữu ích trong quá trình luyện đề của các bạn. Chúc các bạn may mắn. Khóa học online N3 tại Cô Sệ. Học thật, tương tác thật,
Học online như học offline.